Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút dòng khách du lịch quốc tế. Cần khắc phục tâm lý chủ quan trong tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, Thanh Hóa đang có lợi thế về sản phẩm, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ du lịch để thu hút đa dạng nguồn khách, trong đó có khách du lịch quốc tế. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa luôn đứng trong top đầu của cả nước, song chủ yếu là khách nội địa, khách quốc tế chỉ chiếm từ 2 đến 2,5%. Trong đó, chủ yếu tập trung vào một số thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khu vực Đông Nam Á, chưa thu hút được nhiều khách từ thị trường có khả năng chi tiêu cao như EU, Mỹ, Úc, Anh. Với mục tiêu đón trên 615.000 lượt khách quốc tế trong năm 2023 và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện một số giải pháp trọng tâm như phát triển sản phẩm du lịch xanh, an toàn, gần gũi thiên nhiên, đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường tiềm năng như châu Âu, châu Mỹ, ứng dụng du lịch thông minh. Ngành du lịch Thanh Hóa sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, báo chí nhằm xúc tiến tổ chức chương trình giới thiệu du khách Thanh Hóa tại nước ngoài, đón các đoàn farm trip, bridge trip quốc tế đến khảo sát du lịch Thanh Hóa, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đạt chuẩn ngoại ngữ, đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào hoạt động các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với quy mô lớn, hệ thống dịch vụ đồng bộ để sớm đạt được tiêu chí đón khách du lịch quốc tế. Năm 2023, huyện Nông Cống đề ra chỉ tiêu thành lập mới từ 70 doanh nghiệp trở lên, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp năm 2023, huyện Nông Cống sẽ tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Ngay trong những ngày đầu năm 2023, huyện Nông Cống cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn trực tiếp rà soát, nắm bắt tình hình của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn vướng mắc, tích cực vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện các thủ tục để thành lập doanh nghiệp. Đến nay toàn huyện đã có hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Hồng Hóa là một trong những đơn vị cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa triển khai sớm và có hiệu quả cao chương trình mỗi xã một sản phẩm. Năm 2023, huyện đặt mục tiêu có thêm 19 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2022, huyện Hồng Hóa đã có 20 sản phẩm được xếp hạng 3 đến 5 sao OCOP cấp tỉnh. Sản phẩm tham gia chương trình OCOP không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp và có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô, chất lượng, quy trình sản xuất chế biến cũng như mẫu mã bao bì, hệ thống nhận diện thương hiệu. Hiệu quả kinh tế của các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP tăng khoảng 20% so với trước. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, từ đầu năm 2023, toàn huyện có 16 xã đăng ký 19 sản phẩm mới tham gia chương trình, trong đó có 2 sản phẩm của các hợp tác xã, 2 sản phẩm của doanh nghiệp và 15 sản phẩm của hộ cá thể. Để đạt được mục tiêu, huyện Hồng Hóa chú trọng tuyên truyền và đồng hành cùng các chủ thể trong việc phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững. Đầu năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức khi mà thị trường đơn hàng đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh ấy, nhiều giải pháp hiệu quả đã và đang được các doanh nghiệp triển khai nhằm vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất. Theo số liệu từ Cục Thống kê Thanh Hóa, trong tháng 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, ghi nhận tại thời điểm này, lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng giảm khoảng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm 2022. Nhận định năm 2023 sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn về thị trường, đơn hàng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch để thay đổi cách thức tìm kiếm đối tác, tìm kiếm đơn hàng mới, mở rộng các thị trường tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp cũng đã linh hoạt tái cơ cấu hoạt động, thay đổi mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu mới, cắt giảm chi phí không cần thiết và tăng năng suất lao động để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Theo các chuyên gia kinh tế, những khó khăn của thị trường có thể sẽ giảm dần vào quý 2, sau đó sẽ khởi sắc lại vào nửa cuối năm 2023. Các doanh nghiệp cần chủ động theo sát tình hình diễn biến của thị trường để hoạch định những chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, chính phủ và các bộ ngành địa phương cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm như tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ thuế, phí xuất khẩu, kích cầu tiêu thụ trong nước, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho gần 3.300 lao động nông thôn. Ngay từ đầu năm, huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu này. Để giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn,
huyện Thọ Xuân đã tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn thống kê, phân loại lao động, rà soát số người có nhu cầu học nghề, tìm việc làm để xây dựng kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện. Huyện cũng triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống để tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động nông thôn. Đến hết tháng 1 năm 2023, huyện Thọ Xuân duy trì việc làm thường xuyên cho hơn 109.000 lao động, trong đó hơn 2.000 lao động tại các làng nghề và nghề truyền thống, hơn 20.000 lao động nghề may, da giày, còn lại làm việc trên các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, nông lâm, thủy sản. Có hơn 8.000 lao động về quê ăn Tết và trong số đó thì có một số lao động do tạm hoãn lao hợp đồng và mất việc tại các doanh nghiệp ngoài. Thì chúng tôi cũng đã có những cái thống kê và phối hợp với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động. Sau Tết thì các doanh nghiệp trên Thọ Xuân thì sẽ có cái nhu cầu tuyển dụng trên 3.000 lao động. Việc này đã được thông báo cũng như là tuyên truyền rất rộng rãi đến với người lao động để tiếp cận. Nhằm khắc phục tình trạng ly hương, giảm sức ép dân số đối với đô thị, duy trì việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, huyện Thọ Xuân tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, phát triển ngành nghề, nhân kế nghề mới, phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 96% trở lên, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 20%. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định đến thời điểm hiện tại, tiêm vaccine vẫn là giải pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên tại Thanh Hóa, nhiều người dân đã có tâm lý chủ quan, không thực hiện tiêm vaccine các mũi nhắc lại. Điều này rất nguy hiểm, tạo nguy cơ cho dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ tiêm phòng và tỷ lệ bao phủ vaccine. Do vậy, mặc dù số ca mắc COVID-19 cao do dân số đông, nhưng tỷ lệ ca bệnh nặng và tỷ lệ tử vong trên tổng số ca bệnh của Thanh Hóa thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội khôi phục trạng thái bình thường. Một bộ phận người dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan, thờ ơ với các biện pháp phòng dịch nói chung và việc tiêm vaccine phòng dịch nói riêng, bất chấp những nỗ lực của ngành y tế và các cơ quan liên quan. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo thời gian thì cái miễn dịch thì chúng ta sẽ bị suy giảm. Chính vì vậy mà việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của cơ quan y tế là việc rất là quan trọng để giúp mỗi cơ thể, mỗi cá nhân chúng ta duy trì được cái tình trạng miễn dịch. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều biến chủng không thể lường trước được về mức độ nguy hiểm. Vì vậy, việc chủ quan lơ là của một bộ phận người dân rất có thể sẽ là nguyên nhân làm cho dịch bệnh bùng phát trở lại và gây nên những hậu quả nghiêm trọng, khiến mọi nỗ lực trước đây trong công cuộc phòng chống dịch trở thành vô nghĩa. Sáng nay, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Quan Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Sau 20 năm thành lập, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Quan Sơn đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học của giáo viên học sinh. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, đặc biệt là trong giáo dục mũi nhọn. Đến nay, trường đã có 829 giải học sinh giỏi cấp huyện, 45 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giải cấp quốc gia. Được đánh giá là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn. Tại buổi lễ, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Quan Sơn đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tối qua, vận động viên Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam giành huy chương vàng ở đường chạy 1.500m giải Điền Kinh trong nhà vô địch châu Á năm 2023 diễn ra tại Kazakhstan. Nguyễn Thị Oanh xuất phát từ đường chạy số 8, cạnh tranh cùng 7 vận động viên khác đến từ những quốc gia rất mạnh ở nội dung này như Nhật Bản, Kazakhstan. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh duy trì chiến thuật hợp lý, tiết kiệm sức và luôn giữ mình ở nhóm giữa trong phần lớn thời gian thi đấu. Khi còn 2 vòng cuối, Oanh tự tin bứt lên với những bước chạy mạnh mẽ. Chung cuộc, cô về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 15 giây 55 và giành huy chương vàng châu lục. Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử thể thao Việt Nam tại giải Điền Kinh trong nhà châu Á. Bản tin cuối ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.